Những ngày cuối năm này, cùng với quân dân cả nước, các cán bộ chiến sĩ vùng 2 hải quân tất bật với chuyến hàng Tết gửi ra cho đồng đội nơi thềm lục địa xa xôi của Tổ quốc. Ở giữa trùng khơi bao la đó thì sừng sững hiên ngang những cột mốc chủ quyền, mặc sóng mặc gió, mặc cả bão tố cuồng phong, thứ hiện hữu duy nhất là những trái tim dũng cảm, những khối óc kiên trung. Nơi đó là nhà giàn. Anh Tuấn Tú thân mến ạ, tôi được biết là anh vừa có chuyến hành trình hơn 2 tuần ra thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam. Và chắc hẳn là cái chuyến đi này đã để lại cho anh nhiều cảm xúc ạ. Vâng, thưa chị Nguyễn Hằng và quý vị thính giả, đó có lẽ là chuyến công tác đáng nhớ nhất ở trong cuộc đời của tôi. Hơn 2 tuần lênh đênh trên biển qua 10 nhà giàn và gần 1.000 hải lý. Có những cảm xúc mà đúng là không thể diễn tả hết trong lúc này. Dạ vâng ạ, rất chia sẻ cái cảm xúc này với anh. Và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả cùng đến với mùa xuân của những chiến sĩ nhà giàn qua cảm xúc của biên tập viên Tuấn Tú. Sân cảng Lữ đoàn 171 những ngày cuối năm như đông vui và rực rỡ hơn. Có cành mai vàng phương Nam, có cây quất mọng quả từ miền Bắc, rồi gà lợn, lá rong cùng gạo nếp. Chợt có tiếng trẻ con bi bô trong trèo. Đứa nhỏ mới lên 2 ghì chặt tay vào cổ bố, một chiến sĩ nhà giàn rắn giỏi, tinh anh. Khẽ chỉnh lại nếp nhăn trên quân phục của chồng, chị Nguyễn Thị Nhung, vợ Trung úy Nguyễn Tiến Long, nhà giàn JK18 tâm sự. Những chuyến tàu thế này đã trở nên quen thuộc với chị. Chỉ mong sao các anh ấy bình an. Cũng cố gắng làm tốt cái nhiệm vụ của một người mẹ là thay một người bố luôn. Vì là bố cháu bận đi công tác quanh năm suốt rồi. Nên là em luôn cố gắng để tạo điều kiện tốt nhất để cho các cháu vẫn luôn thấy ấm áp. Dù ba đi xa nhưng mà em cũng hay kể chuyện để cho các cháu vơi đi nỗi nhớ ba. Hãy luôn vững tay súng để giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và luôn giữ cho tâm mình vui vẻ nhất. Ba hồi còi rền vang trên quân cảng. Tàu vận tải Trường Sa 08 và Trường Sa 19 chậm chậm rẽ sóng vươn khơi. Hành trình 3 ngày 2 đêm đưa chúng tôi vượt qua hơn 300 hải lý. Nhiều anh chị em lần đầu đi biển không tránh khỏi nôn nao. Nhưng cảm giác ấy bỗng chốc tiêu tan khi phía xa nhà giàn JK dần hiện ra trong nắng sớm. Thấp thoáng lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay. Giây phút đặt chân lên JK-119 như vỡ òa xúc động. Những cái bắt tay nồng ấm, những cái ôm mặn mòi gió biển. Chúng tôi như những đứa con xa được trở về nhà. Kể từ ngày đầu tiên xây dựng nhà giàn nơi thềm lục địa phía Nam, đến nay hầu hết các nhà giàn đều đã được trùng tu, cải tạo và xây lắp mới. Giữa biển khơi bao la, những cán bộ chiến sĩ nơi đây vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm và tình cảm thân yêu từ đất liền, hậu phương. Gần 15 năm gắn bó với nhà giàn JK1, Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn JK1 vẫn nhớ như in từng cái Tết bên đồng đội giữa trùng khơi. Trên 14 năm ở JK1 thì phải đến 8-9 cái Tết tôi đón trên các nhà giàn JK1. Đón Tết nhà giàn thì vừa vui nhưng vừa về nhiệm vụ canh giữ cái biển trời, rồi phát hiện các cái nói chung là bảo đảm tuyệt đối an toàn trên mọi mặt. Cái khoảnh khắc giao thừa đón trên nhà giàn, anh em khi mà đón xuân thì trước tiên cũng như trong đất liền chúng tôi mở ra nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước, sau đó rồi tổ chức cho anh em chúc tụng nhau, rồi hát văn hóa văn nghệ nhau, rồi hái hoa dân chủ. Có thể anh em kể chuyện cho nhau nghe, tức là mình đang công tác trên biển như là mình đang ở đất liền, những cái hơi ấm đang trong đất liền. Nhanh tay trộn đậu xanh, cắt lá rong, Trung úy Nguyễn Văn Hưng, nhà giàn JK-119 hào hứng khoe với chúng tôi. Tết này anh sẽ đón đứa con thứ hai của mình chào đời. Tuy không được tận tay bế con trong thời khắc thiêng liêng đó, nhưng anh vẫn yên vui bởi hậu phương luôn cảm thông, chia sẻ và vững lòng về anh và đồng đội. Sắp tới vợ sinh nhưng mà không về được. Qua chương trình thì mong là gửi tới vợ là mẹ tròn con vuông. Cháu đầu là đặt là Nguyễn Hải Đăng, là ngọn Hải Đăng ở biển, còn cháu sau là đặt là Nguyễn Đại Dương. Gia đình ơi, bố ở ngoài này rất là khỏe, đón Tết và được đoàn công tác ra đây chúc Tết tặng quà, cảm thấy rất là phấn khởi, mọi người ở nhà yên tâm, ở ngoài này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giây phút tạm biệt JK119 như kéo dài bất tận. Chẳng ai trong số chúng tôi muốn chia tay nơi này. Các chiến sĩ nhà giàn cũng vậy. Họ nắm tay thật chặt như níu giữ hơi ấm từ đất liền. Cậu lính trẻ Bùi Văn Tống dúi vào cặp tôi lá thư viết vội gửi về cho gia đình. Nó chẳng kịp bỏ vào phong bì. Ba mẹ xa nhớ. Vậy là con đã xa ba mẹ mấy tháng rồi. Ngoài này vui lắm. Có sóng, có gió, có các chú, các anh quây quần bầu bạn. À, con có mấy luống rau được giao chăm sóc. Nó lớn nhanh và xanh lắm. Giờ con quen rồi, không say sóng, say gió và nhớ nhà nhiều nữa. Chỉ có tội là da con đen thui à. Ba mẹ ơi, Tết này vắng con, ba mẹ chớ buồn. Chúng con có quà bánh, kẹo mứt, cả cành mai, chậu quất nữa. Xong nhiệm vụ con sẽ về. Thương ba mẹ và các em. Tiếng còi tàu lại rền vang. Tạm biệt JK119. Hành trình của chúng tôi hướng thẳng tới bãi Phúc Tần, nơi có những người con ưu tú của đất nước mãi nằm lại trong lòng biển khơi. Tàu thả neo chờ trời sáng. Đêm trên tàu như sâu hơn. Nằm trên boong phóng tầm mắt lên bầu trời lấp lánh ngàn ánh sao phản chiếu. Văng vẳng bên tai tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Phía chân trời, thỉnh thoảng ánh đèn nhà giàn nhấp nháy như cột mốc khẳng định chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm giữa trùng khơi. Sáng nay cả đoàn dậy sớm, ai cũng trang phục chỉnh tề, chờ đợi giây phút hàng ngàn đóa hoa được thả xuống nước, tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh. Lễ dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc bắt đầu. Trong 30 năm lịch sử của mình, đã có 16 cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn JK mãi mãi nằm lại trong lòng biển quê hương. Như hàng vạn liệt sĩ khác, phần đa họ đều còn rất trẻ. Tôi lặng lẽ thả cành hoa xuống mặt biển, sóng khẽ trồm lên rồi bình yên đến lạ. Đứng bên cạnh tôi, Trung tá Phạm Công Trãi, người vừa kết thúc nhiệm vụ chỉ huy trưởng nhà giàn JK119, hướng đôi mắt xa xăm về phía chân trời. Anh kể, mình gắn bó với nhà giàn 26 năm, từ những ngày chưa có điện, phải dùng đèn bão cho tàu thuyền qua lại. Nước ngọt tắm xong dùng luôn để giặt hoặc tưới rau. Khó khăn gian khổ là vậy, nhưng anh em gắn bó và đoàn kết lắm. Mấy đứa 19 đôi mươi hồn nhiên với sóng, với gió, với cả cuộc sống của mình. Cái năm thứ tư, cái năm là tôi ở cái nhà giàn Quốc Nguyên A, bây giờ nó là nhà giàn JK15. Lúc bây giờ là sóng gió to, chỉ có anh em với nhau thôi. Thế nhưng mà anh em rất là tinh thần rất cao. Cái hôm ấy có trận áp thấp nhiệt đới đi qua nhưng mà nó rất là mạnh. Có những con sóng nó cao đến hơn chục mét, nó đi nó dập từ xa mà như tưởng tượng như một dãy núi Thường Sơn ấy. Nó đi dập vào trong nhà, mà cứ mỗi một lần dập vào như thế thì nó rung cái nhà lên, nhà có nguy cơ là sẽ bị bật đúng vào. Hai đồng chí cơ điện cứ lần lượt đi. Anh em tôi ngoài thứ cơ bản mặc hay thôi, còn đang nói nhưng mà hai đồng chí đó vào mặc quần áo quân phục, quần áo cổ vai đồng hoàng. Thế ra tôi cũng giật mình, tôi hỏi mặc làm gì. Thế mà chỉ mặc đeo quân đồ nhà nó ấm mình, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Chiều 30 rồi. Giờ này trên nhà giàn các anh chắc cũng đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Vui và ấm áp lắm. Nhưng chỉ chốc lát nữa thôi, các anh lại quân phục nghiêm trang, sẵn sàng tay súng. Bởi ngoài kia biển vẫn gầm gào, sóng và gió vẫn ầm ào thổi mãi. Tổ quốc nhìn từ biển chưa bao giờ đẹp đến thế. Nơi đó có các anh, những chiến sĩ nhà giàn.